Thời báo Sài Gòn xin chào quý khán thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bản tin mới nhất. Bắc Kinh đã xảy ra chuyện lớn. Quân đội Mỹ bắn tên lửa vào Trung Quốc đại lục sau điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cụ thể, vào ngày 25 tháng 3 năm 2020, hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ đã đăng trên Facebook thông tin rằng quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông và đã bắn ra một tên lửa hướng vào Trung Quốc đại lục. Hành động quân sự mạnh mẽ hiếm thấy này của Hoa Kỳ diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và ông Tập Cận Bình chỉ sau 6 giờ đồng hồ. Phía Trung Quốc hiện chưa đưa ra bất cứ thông tin gì về vụ việc này. Vào ngày 23 tháng 3 năm 2020, tờ báo Wall Street Journal đưa ra thông tin rằng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang trải qua quá trình chuyển đổi toàn diện nhất trong nhiều thập kỷ. Họ sẽ chuyển hướng từ tập trung vào chiến đấu với phần tử phiến loạn ở Trung Đông sang phát triển năng lực tác chiến trên các đảo ở Tây Thái Bình Dương để kiềm chế hạm đội Trung Quốc. Bài báo cho biết trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự bí mật trong nhiều năm và thấy rằng các tên lửa và lực lượng hải quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm xói mòn ưu thế quân sự của Mỹ trong khu vực. Trong một cuộc phỏng vấn, chỉ huy của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ nói rằng Trung Quốc không ngừng tăng cường các hoạt động uy hiếp. Nếu không có hành động gì đáp trả, Hoa Kỳ sẽ bị bỏ lại phía sau. Vào ngày 24 tháng 3, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, để thảo luận về tình hình khủng hoảng toàn cầu hiện nay. Ông cho biết thất vọng trước sự thiếu hợp tác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, trong một cuộc họp báo thường kỳ tại Nhà Trắng, ông Tổng thống Donald Trump đã nói, họ lẽ ra phải nói với chúng ta về việc này sớm hơn. Tôi muốn nói với các bạn một cách thành thật rằng, mặc dù tôi thích Chủ tịch Tập, tôi tôn trọng và ngưỡng mộ quốc gia đó, nhưng tôi cũng thất vọng. Trong cuộc họp ngắn của chính phủ liên bang về khủng hoảng, ông Donald Trump nói, tôi hy vọng họ có thể cho chúng ta biết sự việc xảy ra trong nội bộ sớm hơn. Nhưng chỉ sau khi tin tức được công khai, chúng ta mới biết được tình huống. Ông cũng nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc che đậy sự việc và thực sự khiến người ta thất vọng. Không lâu sau những phát biểu trên của ông Tổng thống Donald Trump, vào ngày 25 tháng 3, hạm đội 7 thuộc Hải quân Hoa Kỳ đã đăng trên Facebook của họ rằng tàu khu trục mang tên lửa điều khiển USS Barry đã bắn một tên lửa trong cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông và đồng thời thực hiện cuộc tập trận của Trung tâm Chỉ huy Thông tin Chiến đấu. Bài viết cho biết cuộc tập trận của tàu khu trục hạm Barry là một phần trong việc thực hiện nhiệm vụ an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương của hạm đội 15 và hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ. Tàu Barry đã sử dụng các hành động thực tế để đảm bảo an ninh và ổn định của khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Vào ngày 25 tháng 3, tàu khu trục Barry của Mỹ đã tiến hành bắn thử tên lửa ở Biển Đông. Đây là cuộc tập trận quân sự thứ ba ở Biển Đông trong hơn một tháng qua. Những tin tức này đã gây ra sự chú ý lớn từ tất cả các bên. Ông Vương Định Vũ cho rằng trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc chắc xảy ra chuyện lớn. Đài Loan cần nghiêm túc đối diện sự việc này và quan sát chặt chẽ các hành động liên quan của Trung Quốc đại lục. Trên Facebook, ông Vương phân tích rằng trong ấn tượng của ông, đây là lần đầu tiên quân đội Hoa Kỳ bắn tên lửa ở Biển Đông và tiến hành phóng tên lửa thật ngay tại cửa miệng lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là một sự kiện nghiêm trọng, hoặc trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc có chuyện lớn xảy ra, hoặc là thông tin tình báo cho thấy cần phải đẩy mạnh các hành động trấn áp quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói rằng Tổng thống Donald Trump vừa có một cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình, sau đó chưa đến 6 tiếng, hạm đội 7 đã đưa ra một thông điệp. Đài Loan nên tiếp tục quan sát kỹ và chú ý. Vào sáng sớm ngày hôm đó, trên trang Facebook của hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ cũng đưa ra một thông tin. Rằng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang thực hiện nhiệm vụ an ninh Ấn Độ và Thái Bình Dương ở khu vực Thái Bình Dương và công bố các hình ảnh về cuộc tập trận của quân đội Mỹ ở Biển Đông. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2020, hạm đội 7 Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã phái tàu sân bay Theodore Roosevelt cùng tàu tấn công trên cạn và trên bộ của đội tấn công viễn chinh Hoa Kỳ tới Biển Đông tiến hành các hoạt động diễn luyện tấn công viễn chinh. Theo thông cáo báo chí của quân đội Hoa Kỳ tuyên bố rằng vào ngày hôm đó các chiến hạm và máy bay quân sự của tàu sân bay Theodore Roosevelt và đội tấn công viễn chinh Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc tập trận chung với máy bay quân sự của thủy quân lục chiến.
bao gồm huấn luyện không đối không. Tên lửa không đối không là tên lửa dẫn hướng được bắn từ một máy bay để tiêu diệt máy bay khác. Sắp xếp đội hình, điều động và thiết lập liên lạc chung để cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu. Vào ngày 23 tháng 3, trong cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do, ông Vương Định Vũ nói rằng Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc tập trận chung ở Biển Đông từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 3. Đến ngày 19 tháng 3, một phần quân đội tới biển Philippines và một phần ở Biển Đông, khu vực diễn ra bắn thử tên lửa ở phạm vi của Philippines và Biển Đông. Ông Vương cũng nói rằng quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận đạn thật ở khu vực này và còn bắn cả tên lửa. Đây là sự việc rất hiếm. Trong trí nhớ của ông, quân đội Hoa Kỳ chưa bao giờ phóng tên lửa trong khu vực này. Hơn nữa, họ còn chủ động công bố thông tin này ra ngoài. Thời điểm công bố là ngày 25 tháng 3, nhưng thời điểm diễn tập chắc chắn trước ngày này. Và chỉ có Mỹ mới biết được thời gian chính xác. Ông Vương Định Vũ cho rằng việc phóng tên lửa trên biển hướng đến đại lục là sự việc nhạy cảm. Nếu quân đội Hoa Kỳ chỉ duy trì đường bay tự do thì đã không cần phải sử dụng sức mạnh lớn đến thế. Rốt cuộc trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xảy ra chuyện gì? Hay tình báo Mỹ thấy cần phải làm như vậy? Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu khủng hoảng dẫn đến việc khủng hoảng lan khắp toàn cầu. Trong khi các nước đang gấp rút ứng phó với tình hình, Đảng Cộng sản Trung Quốc một mặt ở trong nước bắt người, bịt miệng và liên tục che giấu, một mặt xuất quân đội tiếp tục càng nhiễu Đài Loan. Vào ngày 23 tháng 1, máy bay Trung Quốc đã lợi dụng vào buổi đêm để quấy nhiễu Đài Loan ít nhất là 5 lần. Sau đó, quân đội Hoa Kỳ đã nhiều lần có động thái với quân đội Trung Quốc bằng cách phái tàu Hoa Kỳ tuần hành gần eo biển Đài Loan. Cùng một động thái, Hải quân Hoa Kỳ cảnh báo Trung Quốc về sự cố Thái Bình Dương, các vị không muốn chơi laser tag với chúng tôi đâu. Hải quân Hoa Kỳ đã gửi một cảnh báo rõ ràng tới Trung Quốc rằng tốt hơn nên đừng quấy rối các thành viên quân đội Mỹ. Sau một sự cố, một tàu chiến Trung Quốc sử dụng tia laser cấp quân sự nhắm tới một máy bay do thám B-8 Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ. Các vị không muốn chơi bắn súng laser touch với chúng tôi đâu. Phía Hải quân Hoa Kỳ đã đăng trên tài khoản Instagram chính thức của mình vào ngày 28 tháng 2 năm 2020. Vụ việc xảy ra vào ngày 17 tháng 2. Trong không phận quốc tế trên Thái Bình Dương, cách đảo Guam, một vùng lãnh thổ Hoa Kỳ, khoảng 400 dặm về phía Tây. Các tia laser không thể nhìn thấy bằng mắt thường đã được chụp bởi một cảm biến trên máy bay B-8A. Các loại laser cấp độ vũ khí có thể có khả năng gây tổn hại nghiêm trọng cho máy bay và thủy quân lục chiến, cũng như các hệ thống tàu và máy bay. Theo phát ngôn chính thức từ Hải quân Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 2, đánh giá vụ việc và động thái không an toàn và không chuyên nghiệp từ phía Trung Quốc. Hải quân Hoa Kỳ cũng đang ngày càng trang bị cho các tàu của mình bằng các tia laser, cả hai loại phá hủy và được gọi là Dallas, có thể chiếu sáng buồng lái máy bay và khiến phi công bị lóa mắt. Bộ Tư lệnh Hệ thống Biển Hải quân Hoa Kỳ cho biết trong một báo cáo vào ngày 20 tháng 2 rằng Bộ Liên hợp Chiếu sáng Quang học Hải quân hay vũ khí laser Odin gần đây đã được cài đặt trên tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Dewey. Hệ thống phòng thủ không người lái dựa trên laser mới có khả năng theo dõi, vô hiệu hóa và gây nhiễu các cảm biến của máy bay không người lái của đối phương. Theo báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội từ tháng 12 năm ngoái, mặc dù Hải quân Hoa Kỳ cho biết họ sẽ không bị ngăn cản hoạt động trong khu vực, nhưng không rõ liệu Hoa Kỳ có kế hoạch tham gia vào cuộc ăn miếng trả miếng với Trung Quốc hay không. Hải quân Hoa Kỳ cũng cho biết máy bay của Hải quân Hoa Kỳ thường xuyên bay ở biển Philippines và đã làm như vậy trong nhiều năm. Máy bay và tàu Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay, đi thuyền và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Về vụ việc ngày 17 tháng 2, dường như có sử dụng tới thiết bị laser trên tàu, thứ được cho là Hornhorst, tàu khu trục lớp tiếp 052D hoặc Lưu Chanh 3 của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Nó không được phát hiện nếu các phi công của B-8A Mỹ có bị mù tạm thời. Hải quân Hoa Kỳ chỉ ra rằng vụ việc đã vi phạm bộ luật về các cuộc đụng độ không có kế hoạch trên biển, một thỏa thuận đa phương đạt được tại hội nghị chuyên đề Hải quân Tây Thái Bình Dương năm 2014 để giảm nguy cơ xảy ra sự cố trên biển. Bài đăng trên Instagram của Hải quân Hoa Kỳ bao gồm một bức ảnh chụp từ trên không của đảo Wadi, một trong những tiền đồn đảo lớn nhất Trung Quốc ở Biển Đông. Ngay lúc này ở Biển Đông là tiêu đề được gắn trên bức hình. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã bị chỉ trích vì quấy rối máy bay và tàu thuyền bằng tia laser. Vào năm 2018,
Hoa Kỳ cáo buộc các lực lượng Trung Quốc đóng quân tại quốc gia Djibouti ở Đông Phi đã sử dụng tia laser trên máy bay C-130J, làm phi công Mỹ bị thương. Và hồi năm ngoái, Bộ Quốc phòng Úc đã báo cáo nhiều sự cố, trong đó máy bay và tàu của họ bị nhắm vào bằng súng laser cầm tay. Những người trong quân đội cáo buộc các tàu đánh cá của Trung Quốc hoạt động như một phần của lực lượng dân quân hàng hải thuộc chính quyền Bắc Kinh. Bản tin của chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị. Nếu thích video, hãy like và share. Các bạn có thể bình luận bên dưới để thể hiện quan điểm cá nhân. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những bản tin tiếp theo.